xin chào tất cả các bạn, mình là Tuấn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel Bên Mình Thời Blog của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một video mở hộp một thiết bị. Ok, nó thiết bị nó nói sao đi. Thì các bạn nào có sở thích quay phim bằng điện thoại thì sẽ gặp những cái tình huống sau đây. Có thể là thầy hiểu luôn á, bao nhiêu năm đi đàn lặn lỗi rồi, lỗi ai, bao nhiêu lặn lỗi ai, như các bạn thấy thì nếu mà quay phim bằng điện thoại á, thì sẽ gặp cái tình trạng là hình ảnh nó bị lung lắc, không ổn định và sẽ gây sự khó chịu cho người xem. Thì giải pháp của bạn như thế nào? Còn mình thì dùng giải pháp này. Ok, thì mình mới mua một cái chiếc gimbal có tên là Yunsmod 4 và mình mới vừa nhận nó từ Lazada. Hôm nay mình sẽ tiến hành đọc hộp cái thiết bị này cho bạn xem. Thì thiết bị này còn nguyên siêu nguyên hộp nhé, chưa có tình trạng là bóc siêu. Oh my god, wow, oh my god. À, thì đây là lần đầu tiên mình cầm trên tay một chiếc gimbal. Oh really. À, mình không biết nó bên trong sẽ như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ đập hộp thiết bị này cho các bạn xem nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp thiết bị này và mình dùng cái này để cắt hai cái đầu siêu nữa ra và một lớp ni lông bên ngoài. Ok, và tiến hành thôi. Thì đầu tiên mình sẽ cắt siêu bên đây trước đi. Siêu này. Ok. Giờ mình sẽ tháo lớp ni lông bên ngoài ra. Quan trọng nhất nè. What the? Oh. A few moments later. À, sao mở không được ta? À, đây rồi. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Ok, bên trong chiếc hộp này sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng để mình mở ra xem có tiếng Việt hay không. Ồ, hướng dẫn bằng tiếng Anh. Nice. Đó, hướng dẫn tiếng Tàu. À, ở đây có một cái phần tiếng Tàu đó nè. Mở một cái đi. Thì cô sử dụng bằng tiếng Anh. Ok, tiếp theo là nhân vật quan trọng nhất của chúng ta đây. À, giờ mình sẽ mở từ từ cho các bạn xem nha. Yeah. Ok. Rất là ngầu luôn các bạn ơi. Đây, ở đây có một túi nước ẩm. Đây là một chính của chúng ta. À, các bạn thấy không? Thì thiết bị này sẽ có 3 phần. Thứ nhất là cái chân chơi board nè, cái chân để mình dùng để đứng ở trên bàn á. Ví dụ mình để cố định một đâu đó thì mình sẽ gắn cái chân này vào. Đây. Cái thứ hai là chiếc gimbal. Đây là đầu tiên mình cầm chiếc gimbal. Cảm giác nó rất là đồng tay nha. Rất là nhiều nút luôn. Mình nghe nói đây là thiết bị gimbal nhiều nút nhất thế giới đó.
À, ở đây một cái núm vặn xay nè. Ở đây dùng để zoom và focus nè. Đây là có một cái hình như là cái đèn báo pin. À, đây là nút nguồn. À, đây là nút chụp hình, quay phim và bốn phím chức năng. Ở đây mình không biết dùng để làm gì, thì mình sẽ test cái phím chức năng này sau. Thì mình sẽ nói về ngoại hình của cái con này trước nha. Thì đầu tiên về ngoại hình thì nhìn nó rất là ngầu luôn, quá là nhiều nút. Này, có hai cái nút ở phía sau đây, trên và dưới này. À, cầm rất là đậm tay. À, ở phía dưới đây hình như là nó là bằng nhựa, nhựa tổng hợp. Còn ở phía trên đây thì ok. Ok, thì mình chuyển qua góc quay này để các bạn nhìn thấy rõ hơn nha. Thì ở phần thân đó, từ đây cho xuống thì hình như là bằng nhựa. À, là bằng nhựa. Và từ cái phần mà ở phần đầu này nè, cái phần mà gắn điện thoại vào thì nó làm bằng kim loại rất là chắc chắn. À, ở đây có một cái cần khóa. Thì gimbal này chống rung 30 nhé. Đây là trục thứ nhất nè, trục xoay ngang nè, trục thứ hai ở đây là trục thứ ba. À, gimbal chống rung 30. Ok, nó giống như một cái khẩu súng nè. Cùng là một cái dây sạc. Thì cái dây sạc này là chuẩn USB Type-C, chuẩn mới bây giờ. Thì mình nghe nói là những thiết bị gimbal cũ thì nó là chuẩn micro USB, cho nên này nó sẽ bắt kịp thời đại hơn. Ok, đó là một cái video mở hộp của mình. Thì lần đầu tiên mình cầm những chiếc gimbal cho nên mình không có biết cách là sử dụng. Nhưng mà mình sẽ gửi đến bạn một video hướng dẫn cách sử dụng gimbal này ở cái video sau nhé. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy thích thì để lại một like. Thấy muốn góp ý về video thì hãy comment. Và nhớ hãy subscribe cho channel mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.